Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một clip mới. Trong clip ngày hôm nay thì Đăng Ninh Fishing rất là vui mừng được giới thiệu các bạn một dòng máy mới của Ben, đó là dòng Clark 2. Đây là dòng máy mới thứ hai trong năm nay. Mà thực tế như thế này nhá, Clark 2 thực tế đã ra trước rồi, trước Battle 3. Nhưng tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nhá, Covid á, cho nên là đợt vừa rồi á, Clark 2 mới về Việt Nam mình á, cùng lúc mới Battle 3. Thì vì lý do, một số lý do riêng, cho nên là một thực tế như thế này nhá, thì rất nhiều người biết, rất nhiều anh em biết là Clark 2, Clark thực ra là một dòng máy yêu thích của mình. Trong tất cả các sản phẩm, các mẫu máy của Ben thì Clark là dòng máy mà mình thích nhất, là dòng máy yêu thích của mình. Cho nên là mình muốn dành một thời gian đầu tư để tìm hiểu thêm về thông tin rồi các thứ vân vân trước khi làm clip review. Cho nên là nó mất thời gian một chút, cho nên nó sẽ ra sau con Battle 3 thì đến hôm nay mới ra được. Thì thế này, thì Clark như mình trước giới thiệu ạ, mình cái clip mà mình giới thiệu về dòng Clark 1 nha, gọi là dòng Clark thôi đó, là mình đã giới thiệu rồi. Thì thực chất Clark là dòng máy yêu thích nhất của mình. Lý do là vì sao? Bởi vì Clark này có thể không phải là máy khủng nhất, dòng máy khủng nhất, cũng không phải là dòng máy đắt tiền nhất của Ben. Nhưng mà nếu mà nói về cái yếu tố gọi là xử lý công nghệ và cái độ tinh tế thì nó lại là dòng máy nổi trội nhất. Thực tế Clark là dòng máy tương đối khác loại so với các dòng máy Ben khác. Tức là nha, nó vẫn mang những đặc trưng riêng của Ben, đó là khỏe và bền. Tuy nhiên nó là dòng máy mà có thể nói thế nào nhỉ, là cái khi mình quay nha, mình cầm máy mình quay, nó là dòng máy nhẹ nhất, cầm trên tay là nhẹ và cái chuyển động nó mượt mà nhất đồ so với các dòng máy Ben khác. Và thực tế nhá, trước khi mà có thông tin ra có Clark 2 ra thì bản thân mình là vì nó là một dòng máy yêu thích của mình mà, cho nên là mình thực tế mình đã rất là lo lắng không biết là con Clark này nó có giữ được cái gọi là thế nào nhỉ, cái đặc trưng riêng của nó không. Tuy nhiên khi mà mình cầm con Clark 2 trên tay đó, thì mình thực sự cảm nhận là nó không những giữ lại được hầu hết những ưu điểm lớn của Clark, mà nó còn phát huy, nó còn nhiều yếu tố khác và rất là đáng mong chờ. Thì lát thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu sau. Còn đây là hiện tại, các bạn nhìn trên màn hình các bạn sẽ thấy này, dòng Clark nha, Clark 2 thì hiện tại mình có hai size, đó là size 4000 và size 4000 xin lỗi nhé các bạn, là size 5000 màu xám đen này, và con này là 4000 HS là bán tua cao đó. Thì nhìn tổng thể nha, các bạn có thể thấy là quan sát nha, thì về ngoại hình á, thì nó khá khác biệt so với dòng cũ. Với phần body nhá, là màu xám, màu xám gì gọi là nhám ấy, xám mờ, xám nhám, và trong khi bản cũ đó nó là đen bóng, nó khác đúng không, màu sắc rất nhiên là khác nhiều rồi. Anh em nào mới đã chơi Clark thì đều biết là con kia là màu đen và các viền trang trí là màu vàng gold. Còn ở đây nhá, bản này này đó, thì là màu đen tất, còn HS này có đặc trưng là các đường viền màu đỏ đó. Giờ thì mình sẽ zoom lại gần hơn nha, để anh em quan sát nha. Trước khi nói rõ về những điểm quan sát kỹ con Clark 2 nhá, thì mình ở đây mình có đặt một cái dòng Clark cũ đây, cạnh con Clark 2 để anh em có thể nhìn rõ sự khác biệt. Thì quan sát trên màn hình nha, các bạn thấy nhá, đúng không? Thì như lúc nãy mình đã nói rồi, các bạn thấy là màu sắc khác mà, cái body cũng khác nha, đúng không? Rồi cái chân này nó khác này, cái chân này nhá, cái chân này chân thẳng này, chân này gọi là chân chữ T hay chân chữ Y, như mình nhớ là chữ T thì phải, chân chữ T. Đây dạng chân này là dạng chân mới nhá. Thực tế từ Ben thì từ sau dòng Fear thì đều sử dụng chân này. Có một ví dụ này liên quan đến cơ học thì mình đã giải thích trong cái dòng khi mà làm clip về dòng Battle 3, thì mình sẽ nói lại một chút. Đó là một cái ví dụ nha, thế này nhá. Thì các bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao những cái ly uống nước, hay là cái chén ăn cơm, hay là những cái lọ, tại sao người ta không làm đáy bằng không, mà luôn luôn làm đáy lõm? Bởi vì thực ra cái đấy mới là cái đế, đấy là cái đế chắc chắn nhất. Đó, chắc chắn nhất. Đó, nếu mà bạn nào không tin có thể thử nghiệm một chút, cái này rất là rõ ràng. Đó, thì thực ra cái chân này đó, chân này là chân lõm này, nó sẽ bám khi mà mình siết vào trong bát máy thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đó, đây là cái ngoại hình nha, các bạn tự quan sát đi nha. Đấy, cái nhận xét thì đây rất là dễ dàng. Đây, còn đây trên tay mình nha, chính là Clark 2. Con này size là size 5000 nha. Thì cái này là tạm thời đó, là Clark nha, Clark 2 mới chỉ có size 5000 là lớn nhất, và sau nó có ra thêm các size lớn hơn nữa hay không thì mình không biết. Thì hiện tại là con này là size 5000 là size lớn nhất rồi. Đây, các bạn quan sát đây, trên tay mình, các bạn so sánh tỷ lệ bàn tay mình nha. Thì size 5000 của Ben thì khá là lớn,
Đấy thì là bề ngoài nha, thì mình đã nói rõ sự khác biệt rồi. Các bạn quan sát phần body nha. Đó, màu xám, xám mờ hay là xám nhám. Đây là spoon này. Đó, lúm HT100. Và đây là thứ quen của mình nha, mình hay gọi là lúm, thực ra nó là cái bộ rắc HT100. Thì là bộ hãm sử dụng cái rắc gọi sử dụng cái sợi carbon fiber. Đó. Đây nha. À, một số điểm khác biệt nha, cái chân này thấy không? À, body nha, phần body cấu tạo nhìn khác biệt đó. Thì còn một cái điểm này nữa đây nha, cho là các bạn đấy này, cái này rất quan trọng nha, lát mình sẽ nói rõ sau. Như đây hiện tại các bạn nhìn đây và các bạn ghi nhớ nha, thì lát mình sẽ nói nha, đây gọi là cái Clute Armor, cái logo của Clute Armor thì lát mình sẽ nói rõ sau nha. Còn tạm thời trước anh em mình sẽ tìm hiểu những cái điểm khác biệt trước nha. Và thứ hai đây các bạn quan sát đây nha, à, có thấy cái bay wire hay là cái này gọi là anh em hay gọi là gọng xả, các bạn thấy làm sao? À, đây chính là one bit này, thì nó đúc liền luôn, nó liền mạch nha. Đây nha, mình sẽ cầm con cũ để các bạn quan sát nào. Các bạn thấy không? À, cái bay wire hay cái gọng xả ben của dòng clock cũ này, nó là thực tế là sự chấp lối. À, còn con này bản mới này, nó chính là one bit. À, thực tế nha, cái one bit là cái này, cái gọng xả này á, là đã gặp bắt gặp ở trên con Slammer, chính xác là Slammer 3. Đây nha, mình có một con Slammer 3 ở đây, các bạn thấy không? Chính là đó, chính là cái bay wire hay là cái gọng xả này của Slammer được vác sang ứng dụng ở Clark 2, thấy không? Đó. Một điểm tiếp theo thì đây là dòng cũ này nha, mình sẽ mở spool ra. À, thì phần cái bộ rack HT100 thì cái phần đó là rất nhiều dòng dòng máy ben khác mình đã mở ra để quan sát rồi. Thì nếu bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể mở lại các clip cũ nhá. Clip thì thời lượng nó có hạn rồi thì mình sẽ hạn chế. Đây nha, đây dòng cũ này, đó, dòng cũ các bạn sẽ thấy đây này là cốt nha, cốt của ben thì khá là bao rộng, thế rất là to. Đó, và cốt này là cốt trắng nhá. Và đây là dòng mới này, dòng mới mình sẽ mở ra nhá. Đây còn thêm sạo ở bằng mắt thường, các bạn quan sát qua màn hình clip cũng thấy đúng không? Cái này ạ, cái cốt của nó, cái đường kính nhá, cái tất nhiên là cái cốt nó rất là lớn, nhưng mà các bạn thấy màu sắc không? Nó gọi là cốt đen hay thép đen, thì cái cốt đen này nó cứng hơn cái cốt trắng rất là nhiều. À, và sự khác biệt nhá, thì các bạn có thể quan sát đây nhá. À, đây các bạn có thể thấy là tất nhiên là một số bạn sẽ hỏi mình là tại sao Clark mới không có gọi là cái cốt trợ lực, mà mình xin phép là mình đặt cái chữ cốt trợ lực ở trong ngoặc kép nha, gọi là nháy nháy đó. Bởi vì thực tế này này, có rất nhiều anh em hỏi mình về cái cốt trợ lực này á, thì thực tế nói nó thì lý do tại sao mình để cho nó trong ngoặc kép và để nháy nháy là bởi vì thế đó không phải cốt trợ lực. Trên các bạn có thể dở cái gì nhỉ, cái sơ đồ máy đi kèm theo, nó có một cái tên và cái tên này hoàn toàn không liên quan đến cốt trợ lực. Thì lý do tại sao mình phải dùng cái này nhá, bởi vì đây các bạn quan sát cái sơ bùn này, cái sơ bùn cấu tạo bên trong rất là khác. Các bạn thấy cái lỗ không, cái tua lỗ ở giữa sơ bùn này. Đó, cái lầy của cái này rất là nhỏ, nó ôm sát vào cái chân của cái mê sáp, cái trục chính, cho nên nó không cần thiết phải dùng cái gọi là cái đấy gọi là đỡ cái, hay là cái chêm, cái chêm để cố định cái spool để khi mà mình chơi nó không bị lắc. Đó, các bạn quan sát đây trực tiếp nha, đây các bạn thấy không, cái lỗ ở giữa này của nó rất là bé, nó ôm sát vào trong cái cốt luôn, nó đâu cần thiết phải gọi là cái cốt trợ lực nháy nháy hoặc kép đi nữa đúng không? Đây đó, thì đây là các bạn không phải thắc mắc đâu nha, thấy không, nó khác biệt. Đó, và điểm tiếp theo là các bạn có thể dễ nhận thấy là đây là chống nước, còn Clark 2 được chống nước, nâng cấp chống nước khá là nhiều, các bạn thấy không? Chống nước này, răng này nó còn có tấm ốp bảo vệ gì nữa đó, thấy không? Ở đây mình có mở spool của một con Slammer 3 6500HS đó, các bạn thấy không, cũng cốt đen này, đó, cũng răng bảo vệ này. Trên thực tế mà các bạn có thể so sánh nhé, lúc nãy mình quay gọi gần vào đó, các bạn có thể thấy Clark 2 đó,
rất giống Slumber Bar, bộ cốt này, đó, răng này, đó, theo răng chống thấm này và ốp bảo vệ, đó, rồi tiếp theo cả các bay wire nữa, cho rất nhiều công nghệ cao từ Slumber Bar được ốp sang Clark 2, đó. Đó, một điểm mới nữa đó là cái Hydro, cái Hydrophilic, tức là cái kỵ nước, là cái bạc đạn này mình đã mở ra rồi, và nó có một lớp phủ chống dính, chống thấm tương tự như ở trên chảo chống dính của chúng ta. Đó, thì khi mà các bạn cái rotor chuyển động nha, nó sẽ văng nước ra, nó làm không cho phép chống cho nước đọng vào cái bạc đạn này nữa. Đấy gọi là Hydrophilic. Đây, phần đấy nằm ở phiên ngoài của cái vỏ hộp nha, các bạn tìm hiểu giúp mình nha. Đó, đây. Đó, một lần nữa nha, mình nhấn mạnh các bạn lưu ý nha, cái clutch ammo. Lát mình sẽ mở máy ra thì có rất là nhiều điều bất ngờ. Ở đây là con 4000 HS này. Thì dòng này dòng kia cao, cấu tạo cũng không khác biệt gì lắm so với dòng 5000 dòng kia. Nhưng mà gear cao thì đặc trưng của gear cao là màu đỏ, cái cấu tạo màu, cái màu là màu đỏ. Đó, thì mình size là 4000 thì nó bé hơn một chút. Thì giờ mình sẽ bắt đầu mở máy nha. Các bạn quan sát nha. Đây các bạn, đây là Clark 2, cụ thể là size 5000. Và mình đã mở tấm ốp ra, tấm ốp bên ra. Thì các bạn quan sát là mắt thường có thể thấy là tấm ốp nó bằng kim loại, mà cụ thể là hợp kim nhôm nha. Và các bạn quan sát cái màu sắc này, nó cũng khác khá là nhiều so với những con máy khác của Ben. Nó là một hộp kim cao cấp hơn. Thân máy cũng bằng nhôm, màu sắc thì các bạn rất là có thể quan sát. Main gear của Clark 2 thì cũng giống như tương tự như Clark, cũng là con Clark, mà tạm gọi Clark 1 đi, là được chế tạo từ hợp kim nhôm Dura màu trắng bạc, màu cắt CNC trên này, cái đường nét này các bạn thấy không? Rất là sắc sảo, rất là nhẵn. Đó, và đây nha, đây các bạn quan sát, đây là cái này gọi là cái driver gear này. Đây là một trong những điểm mình luôn đánh giá cao dòng Clark, kể cả Clark 1 và dòng này hiện tại Clark 2, đó chính là cái này này. Thì bình thường nha, những cái khác, cái dòng máy Ben khác nha, mà nếu bạn nào mở ra rồi thì sẽ thấy là con này á, cái này, cái con trượt này sẽ chạy trực tiếp này. Đây như bên này nha, như bên này nó chạy trực tiếp trên cái rãnh này, cái rãnh nổi được đúc sẵn trên thân. Đó, thì tất nhiên là bởi vì cái độ hoàn thiện á, cái nhôm này nó không thể là nhẵn được, cho nên là cái lực ma sát nó khá là cao, làm cho cái máy nó nặng. Như con này, bên này này, như con Clark nha, kể cả Clark 1 và hiện tại là Clark 2 thì đều sử dụng một cái thanh inox như vậy. Thì tất nhiên inox nha, cái độ mài, cái độ đầu tiên là độ cứng này, chịu mài mòn nó sẽ tốt hơn, và thứ hai nó nhẵn hơn, nó sẽ giúp máy chuyển động mượt hơn rất là nhiều. Và tất nhiên ở đây này, thì mình lười, mình không muốn bóc này ra nha, thì anh em thông cảm nhé. Đây có thể ở đây nha, nó có một con nó có một cái bánh răng nhỏ ở đây, cái bánh răng đó để giúp giảm cái gọi là cái chuyển động của cái gọi là cái chu kỳ dao động lên xuống của cái spool. Cái đó chính là cái công nghệ gọi nhà ta gọi là slow oscillator. Thì cái này mình đã nói khá là rõ trong cái clip mà về dòng Clark 1 rồi, thì nếu anh em là muốn tìm hiểu hơn rõ hơn thì sẽ mở lại clip nha. Thì về tóm lại công nghệ slow oscillator này, nó có tác dụng là giảm chậm cái nhịp, cái chu kỳ dao động lên xuống của spool. Thì qua đó nha, khi rotor quay vòng này thì trong cùng một chu kỳ, mà thực tế ở trong cái clip mà mình làm về dòng Clark 1 đó, mình đã có làm cái so sánh rất là rõ ràng trực tiếp với cả dòng Confit. Thì nghĩa là khi cùng cái chu kỳ nha, dao động lên xuống này, cái spool đó, cái rotor nó sẽ quấn được nhiều, rất là nhiều vòng hơn vào cái spool. Thì điều đó sẽ giúp cho, đầu tiên một là cùng một kích thước, nhưng cái spool nó sẽ chứa được nhiều dây hơn, góc xếp nó nhỏ hơn thì giúp ra dây mượt hơn, nhẹ hơn và đều hơn. Đó chính là cái slow oscillator. Các bạn này thì mở lại để coi nha, chi tiết hơn nha. Giờ nha, mình sẽ mở cái phần này ra. Thì đây chính là cái điều bất ngờ mà mình đã nói với các bạn. Các bạn đợi mình chút nha. Đây các bạn, mình đã phần rút phần cốt nha, cốt máy ra. Thì ở đây mình sẽ mở con ốc này ra này. Đây là một trong những điều mà mình đánh giá rất cao của dòng máy Ben. Đó chính là con ốc này này, và dòng bằng inox, nó sẽ cứng hơn khi mình mở ra mở vào, bảo trì bảo dưỡng các thứ đó, nó sẽ ít bị kiểu chảy tư xước vân vân. Đây nhá, ở dưới này còn có một quay văng này, các bạn thấy không? Trung tâm khá là tốt. Còn Clark này, Clark 2 này nha. Thì đây nhá, bây giờ mình mới sau đầu mở này ra nha. Thì các bạn còn nhớ cái clutch ammo. Đó, bây giờ thì chính là cái clutch ammo này. Thì cái này nhá, thì các bạn dừng lại, tạm dừng một chút nha. Các bạn có thể mở lại cái clip mà mình giới thiệu về con
Stradic FL2019 của Shimano. Các bạn tour nhanh một chút đến cái phần mà mình giới thiệu về cái gọi là cái hệ thống chống thấm nước X-Protect. Thì nhá, cái X-Protect của Shimano về cốt lõi nhá, là một cái gọi là cái hệ thống chống thấm nước, nó sử dụng một cái cấu trúc dạng mê cung, có phủ cái lớp gọi là cái chất chống thấm hay là chống dính đó, để ngăn cản nước thâm nhập vào cái gọi là bạc đạn trục đó, là trái tim của cái máy câu, phần quan rất là quan trọng của máy câu. Thì đây nha, mình sẽ mở ra các bạn xem nha, mình sẽ nhấc cái rotor ra này. Đây, các bạn quan sát đây. Đó, thì nha, lúc này nha, các bạn mở lại cái clip đi, clip của đây đi, thì các bạn xem quan sát đây nha. Thì lỗi nha các bạn nha, bởi vì ở đây nó hơi chói một chút. Đây, các bạn quan sát phần này nha, thấy không? Đây, phải quan sát chỗ này, phần trên này. Thì giờ các bạn nha, để tiện các bạn so sánh, mình để dưới góc dưới này này. Mình sẽ để cái gọi là một cái góc nhỏ này, cái cắt, cắt ra cái ảnh cắt ra từ clip con Stradic 2019 FL. Thì các bạn thấy sao? Các bạn so sánh và thấy đúng không? Cái cấu tạo của nó tất nhiên nó khác một chút về cỡ và một chút về cấu tạo, nhưng mà về cơ bản nó khá giống nhau, khá là giống nhau, thấy không? Đó, để sử dụng một cái cấu trúc dạng mê cung. Đó, khi các bạn úp lại nha, khi cái rotor úp xuống này nha, thì những cái rãnh ở trên này nó sẽ ở đây. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Thì cái khe đấy sẽ nhỏ lại, và thêm nữa là việc sử dụng một cái lớp phủ chống thấm hay là chống dính đó, tương tự như cái chảo chống dính của chúng ta đó. Thì khi rotor chuyển động, nó sẽ giúp văng nước ra để bảo vệ cái gọi là cái bạc đạn trục của máy. Hai cái thực tế, hai cái này mình thấy thôi là rất là tương đồng, và thực tế có thể nói một câu là nó chính là một đó. Thì lý do vì sao thì mình không rõ lắm, có thể là hãng này copy của hãng kia thì cái đấy thì mình không biết được, hoặc cũng có thể là hai hãng họ cùng mua bản quyền thiết kế của một phòng thiết kế hay là một cái nhà thiết kế nào đó, thì cái đó là cái điều của hãng với nhau chúng ta không quan tâm. Nhưng mà các bạn có thể thấy đây này. Đó, cái bộ hãm đây chính là cái, quên xin lỗi, không phải bộ hãm mà cái hệ thống chống thấm của Clark 2 đã lưng lên một cái tầm mới. Đó, thì X-Protect của Shimano thực tế được đánh giá rất cao, rất cao. Đó, thì nó ưu điểm nhé, tất nhiên nó không phải là bộ hàm một bộ gọi là chống thấm hoàn hảo, so với Max Soner của Daiwa thì nó kém khá là nhiều, nhưng mà bù lại cái chi phí vận hành của cái X-Protect này thì nó lại rẻ hơn cái Max Seal đó khá là nhiều. Thì đây chính là điều, chính là cái clutch armor, cái mà mình giúp bà nói với các bạn là lưu ý ngay từ đầu, thế không? Đó, thì các bạn thấy ra sao? Đó, thì như mình nhận xét từ ban đầu nhá, Clark từ dòng 1 nhá, nó là một sự khác loại, trái ngược với dòng Ben khác, trái ngược với dòng Ben khác nha. Thì nó giữ được cái đặc trưng riêng của Ben là khỏe và bền, nhưng mà trái ngược với dòng Ben khác, nó rất là nhẹ, quay chuyển động rất là nhẹ, và cách xử lý về cái công nghệ rồi cách chống thấm vân vân nó rất là tinh tế. Thì dòng Clark 2 này, mình thấy này, như ở đây mình mở máy ra mình quan sát, và một số chi tiết khác mà mình đã nói từ đầu clip là các bạn thấy nhé, có Ben này có cách xử lý công nghệ rất là tinh tế. À, không phải là khủng nhất, nó tất nhiên nó không là cái độ khỏe thì nó không khủng như Slammer 3, rồi về mắc tiền thì nó không thể bằng tục que được, nhưng mà có thể nói là dòng máy này là cái dòng máy mà có thể tinh tế nhất của Ben. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé, mọi thông tin chi tiết hơn nhé các bạn có thể truy cập vào website của cửa hàng là www.shopcancel.vn. Click vào link sản phẩm ở dưới phần mô tả nha các bạn nha. Dưới đó mình cũng sẽ để phần giá tiền từ giá thành của máy luôn. Các bạn giúp mình theo dõi ở đấy nha. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt.